10 loại thực phẩm phổ biến dễ gây ngộ độc nhất ai cũng nên biết để chủ động phòng tránh. Xin chào quý vị! Ngộ độc thực phẩm là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải. Nó không chỉ gây ra các triệu chứng khó chịu như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng mà còn có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng hơn nếu không được xử lý kịp thời. Việc nhận biết các loại thực phẩm có nguy cơ cao gây ngộ độc sẽ giúp chúng ta tự bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro tiềm ẩn này. Video này sẽ liệt kê 10 loại thực phẩm phổ biến nhất mà bạn cần đặc biệt lưu ý, đồng thời cung cấp những lời khuyên hữu ích để bạn có thể chủ động phòng tránh và hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong cuộc sống hàng ngày. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu qua nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm như do nhiễm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, phụ gia thực phẩm chứa thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, kháng sinh, thức ăn hư hỏng, biến chất. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Định, nguyên giảng viên chuyên khoa tiêu hóa, Học viện Quân y, ngộ độc thực phẩm gây tổn thương đường tiêu hóa với các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy hoặc cũng có thể gây ảnh hưởng tới các cơ quan khác như thận, não, cơ do mất nước, rối loạn điện giải. Trường hợp nặng có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Tùy thuộc vào tác nhân gây ngộ độc, các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm có thể xuất hiện vài phút, vài giờ hoặc vài ngày sau khi ăn phải thức ăn gây ngộ độc. Các trường hợp ngộ độc do vi khuẩn thường chiếm tỷ lệ cao do thực phẩm nhiễm các vi khuẩn như vi khuẩn Salmonella, E. coli, Campylobacter, Escherichia coli, Listeria, Bacillus cereus, Vibrio, Clostridium botulinum. Sau đây là những thực phẩm có thể gây ngộ độc nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. 1. Trứng. Vi khuẩn Salmonella có thể làm hỏng bất kỳ loại thực phẩm nào, đặc biệt các sản phẩm từ động vật có nguy cơ cao hơn do tiếp xúc với phân động vật. Ở gà, nó có thể lây nhiễm sang trứng trước khi vỏ hình thành. Vì vậy, ngay cả những quả trứng tươi, sạch cũng có thể chứa vi khuẩn Salmonella. Các triệu chứng ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Salmonella thường xuất hiện nhanh chóng, trong vòng 8 đến 72 giờ sau khi ăn. Bệnh nhân thường bị đau bụng, co thắt, ớn lạnh, tiêu chảy, sốt, đau cơ, buồn nôn, nôn, có dấu hiệu mất nước, phân có máu. Trẻ em có thể bị mất nước nghiêm trọng nhanh và có thể đe dọa đến tính mạng. Để phòng ngừa ngộ độc do vi khuẩn Salmonella, chúng ta không nên ăn trứng sống hoặc nấu chưa chín kỹ. Chọn trứng có nguồn gốc xuất xứ đảm bảo an toàn và bảo quản trứng trong tủ lạnh ở 4C hoặc lạnh hơn. Bỏ trứng bị nứt hoặc trứng bẩn. Rửa tay sạch bằng xà phòng sau khi chế biến trứng. 2. Thịt gà. Thịt gà sống thường chứa vi khuẩn Campylobacter và Salmonella. Người bị nhiễm vi khuẩn Campylobacter thường bị tiêu chảy có máu, sốt và co thắt dạ dày, buồn nôn, nôn. Bạn có thể bị ngộ độc thực phẩm nếu ăn thịt gà bị nhiễm vi khuẩn mà không được nấu chín kỹ hoặc nếu nước của thịt gà bị rò rỉ trong tủ lạnh hoặc dính trên bề mặt bếp. Một số người cũng có thể bị nhiễm vi khuẩn trong trường hợp đã sử dụng thớt để thái, chặt thịt gà sống mà không rửa sạch trước khi sử dụng để chế biến các thực phẩm ăn sống hoặc nấu chín nhẹ như rau sống, salad hoặc trái cây. Để phòng ngừa ngộ độc cần sử dụng thịt gà đảm bảo an toàn, rõ nguồn gốc, không để thịt gà sống lẫn các thực phẩm khác. Rửa sạch tay bằng xà phòng trước và sau khi tiếp xúc với thịt gà. Chỉ ăn thịt gà khi đã được nấu chín kỹ, không còn màu đỏ, không ăn thịt gà tái. 3. Thịt bò xay. Vi khuẩn E. coli sống trong ruột gia súc và có thể nhiễm vào thịt bò trong quá trình giết mổ. Thịt bò xay là thực phẩm có nguy cơ cao vì vi khuẩn có thể lây nhiễm trong quá trình xay thịt. Các triệu chứng của nhiễm khuẩn E. coli bao gồm đau bụng dữ dội, tiêu chảy ra nước và nôn mửa. Bệnh thường phát triển vài ngày sau khi tiếp xúc và có thể nghiêm trọng ở những người dễ bị tổn thương như người già, trẻ nhỏ, người có hệ miễn dịch kém. Giống như bất kỳ loại thực phẩm tươi sống nào khác, thịt bò xay rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập và sinh sôi nhanh chóng. Vì vậy,
Bạn phải sử dụng thịt bò xay càng sớm càng tốt để ngăn chặn vi khuẩn có hại xâm nhập và cần nấu chín kỹ thịt để đảm bảo an toàn. 4. Thịt nguội và xúc xích. Đôi khi vi khuẩn Listeria tìm đường vào nhà máy chế biến thực phẩm, nơi nó có thể sống trong nhiều năm. Nhiệt độ cao có thể giết chết vi khuẩn Listeria, nhưng nó có thể xâm nhập thực phẩm đã nấu trước khi được đóng gói trong trường hợp thực phẩm được đặt trên quầy có thịt sống trên đó. Để đảm bảo an toàn, cần hâm nóng kỹ xúc xích và thịt nguội. Không ăn thực phẩm nấu sẵn hoặc thực phẩm ăn liền quá hạn sử dụng. 5. Sữa. Có nhiều loại vi khuẩn được tìm thấy trong sữa tươi và các sản phẩm từ sữa tươi sống, bao gồm format mềm, kem và sữa như Brucella, Campylobacter, Cryptosporidium, E. coli, Listeria và Salmonella. Triệu chứng khi nhiễm bệnh của mỗi người có thể khác nhau tùy thuộc vào loại vi khuẩn, số lượng thức ăn và khả năng phòng vệ miễn dịch của từng người như tiêu chảy, đau quặn bụng và nôn mửa. Một số trường hợp có thể bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong. Để phòng ngừa, chúng ta nên sử dụng sữa và các sản phẩm từ sữa đã được tiệt trùng, sản xuất và bảo quản đúng tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn. 6. Thực phẩm đóng hộp. Đóng hộp là cách thức giúp bảo quản thực phẩm được lâu và an toàn. Tuy nhiên, thực phẩm đóng hộp cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc như nhiễm độc tố botulinum nếu chế biến, bảo quản và sử dụng không đúng cách. Các sản phẩm từ thịt, rau, củ, quả, hải sản đóng hộp không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm có nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum và sinh độc tố botulinum. Botulinum là độc tố được sinh ra trong môi trường yếm khí, điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Botulinum có độc lực mạnh hơn độc tố của tất cả các vi khuẩn khác. Thời gian ủ bệnh từ 8 đến 10 giờ, có trường hợp chỉ 4 giờ với các biểu hiện như nôn, buồn nôn, nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, yếu ớt, da khô, đau bụng, bụng chướng, táo bón, giãn đồng tử, mất phản xạ ánh sáng, liệt cơ tim. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, chỉ sử dụng các sản phẩm đóng hộp có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm đóng hộp đã hết hạn sử dụng, bị phồng, bẹp, biến dạng, quen dĩ, không còn nguyên dạng hoặc có mùi vị, màu sắc thay đổi khác thường. Ngoài ra, khi mở hộp, nên ăn hết ngay sau khi mở nắp, không nên để lâu vi khuẩn dễ xâm nhập gây hư hỏng, biến chất gây hại cho sức khỏe. 7. Món hầm và nước sốt. Clostridium perfringens là một loại vi khuẩn gây chuột rút và tiêu chảy kéo dài dưới 24 giờ. Món hầm, nước thịt, nước sốt và các loại thực phẩm khác được chế biến với số lượng lớn và giữ ấm trong thời gian dài trước khi ăn là nguồn lây nhiễm C. perfringens phổ biến. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, các loại nước sốt, nước thịt và món hầm phải được nấu chín kỹ và sau đó giữ ở nhiệt độ cao và ăn nóng ngay sau khi nấu. 8. Hào sống. Vi khuẩn Vibrio sinh sống tự nhiên ở vùng nước ven biển nơi hào sinh sống và có thể tập trung trong các mô của chúng. Khi bạn ăn hào sống hoặc chưa nấu chín dễ nhiễm loại vi trùng này. Hầu hết các trường hợp nhiễm vi khuẩn Vibrio từ hào, chẳng hạn như nhiễm vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus, có biểu hiện tiêu chảy và nôn mửa. Tuy nhiên, những người bị nhiễm vi khuẩn Vibrio unificus có thể bị bệnh rất nặng, có thể tử vong. Điều này là do nhiễm vi khuẩn Vibrio unificus có thể dẫn đến nhiễm trùng máu, tổn thương da phồng rộp nghiêm trọng và các cục chi. Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Vibrio cis, chúng ta không nên ăn hào sống hoặc chưa nấu chín hoặc các động vật có vỏ khác. Một số hào được xử lý để đảm bảo an toàn sau khi chúng được thu hoạch. Phương pháp này có thể làm giảm mức độ nhiễm Vibrio cis ở hào, nhưng nó không loại bỏ được tất cả các vi khuẩn có hại. Tách riêng hải sản nấu chín khỏi hải sản sống để tránh lây nhiễm chéo. Rửa tay bằng xà phòng và nước sau khi tiếp xúc với hải sản sống. 9. Cá ngừ tươi. Ngộ độc Scombrotoxin là một phản ứng giống như dị ứng khi ăn cá đã bắt đầu hư hỏng.
Các loại cá có liên quan đến scombrotoxin bao gồm cá ngừ, cá thu. Trong giai đoạn đầu của quá trình hư hỏng, vi khuẩn tạo ra histamin trong cá gây ra phản ứng nóng rát trong miệng, phát ban ngứa, chóng mặt, nhức đầu và tiêu chảy. Các triệu chứng thường giảm dần trong vòng 4 đến 6 giờ và thuốc kháng histamin có thể giúp ích. 10. Cá hồi sống. Cá hồi là một trong những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là axit béo omega 3 có lợi cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, các món ăn phổ biến nhất từ cá hồi là ăn sống, sashimi, cá sống ướp muối, đường và thì là có thể ẩn chứa nhiều rủi ro cho sức khỏe vì cá hồi sống có thể chứa vi khuẩn, ký sinh trùng và các mầm bệnh khác như nhiễm vi khuẩn Vibrio có liên quan đến việc ăn cá và động vật có vỏ sống hoặc nấu chưa chín. Nhiễm vi khuẩn Listeriosis, vi khuẩn này có thể được tìm thấy trong hải sản sống, sữa chưa tiệt trùng, các loại rau như mầm sống và một số loại thực phẩm khác. Nhiễm dung Anisakiasis khi ăn cá sống hoặc nấu chưa chín. Loại ký sinh trùng này thường được tìm thấy ở trong các loại cá như cá hồi, cá tuyết, cá trích, cá bơn. Cách tốt nhất để phòng ngừa nhiễm bệnh là không ăn cá sống. Nếu ăn cá sống, bạn có thể giảm nguy cơ nhiễm bệnh bằng cách chọn cá còn tươi sống được đánh bắt hoặc nuôi theo tiêu chuẩn ở vùng nước an toàn, không bị ô nhiễm. Khi chế biến cá sống cần đảm bảo an toàn vệ sinh bề mặt và dụng cụ và để trong tủ lạnh đến khi ăn để ngăn ngừa nhiễm vi khuẩn. Nếu ăn cá đông lạnh nên ăn cá đã được đông lạnh trước đó ở nhiệt độ -31°F hay -35°C. Nhiệt độ đông lạnh này có thể diệt ký sinh trùng trong cá hồi. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, đông lạnh không diệt được tất cả các mầm bệnh. Việc hiểu rõ về các loại thực phẩm dễ gây ngộ độc không chỉ là kiến thức cần thiết cho mỗi cá nhân mà còn là một biện pháp phòng ngừa quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Chúng ta có thể hạn chế đáng kể rủi ro ngộ độc thực phẩm bằng cách lựa chọn kỹ càng nguồn gốc các loại thực phẩm, bảo quản chúng đúng cách và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh trong quá trình chế biến. Phần tiếp theo video hôm nay xin giới thiệu quý vị loại quả được mệnh danh là thuốc trường thọ tự nhiên, giúp làm mềm mạch máu và hạ huyết áp, chống được cả trầm cảm. Tuy thường xuyên được người Việt sử dụng trong bữa cơm nhưng loại quả này vẫn thường bị nhầm lẫn là củ. Lạc hay đậu phộng là loại hạt rất phổ biến và quen thuộc với người dân Việt Nam. Phổ biến là vậy nhưng nhiều người vẫn lầm tưởng đây là củ của cây lạc. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. Thực tế, lạc được phát triển từ hoa sau quá trình thụ phấn, đúng với định nghĩa khoa học về quả, nên lạc thực tế là quả lạc. Do dân gian thường gọi mọi thứ mọc dưới đất là củ, nên lạc được gọi là củ là vậy. Lạc từ lâu đã được biết đến là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, có thể chế biến nhiều món ăn, đặc biệt được người lớn tuổi ưa chuộng khi nấu chín mềm, thậm chí chúng còn được mệnh danh là quả trường thọ. Theo nghiên cứu, lạc có nhiều lợi ích dinh dưỡng và giá trị dược liệu trong y học cổ truyền. Lý do tại sao loại quả này được gọi là trường thọ bởi lạc rất giàu chất dinh dưỡng, có thể cải thiện chất lượng sức khỏe của người già. Các công dụng cho sức khỏe của lạc bao gồm: 1. Tốt cho tim mạch, hạ huyết áp. Lạc chứa nhiều axit palmitic, là nguồn năng lượng chính của cơ tim. Ăn lạc có thể làm tim khỏe hơn, đặc biệt đối với những người thường không tiêu thụ đủ chất béo, tim sẽ yếu và thể lực không đủ, lạc sẽ giúp nhanh chóng khôi phục thể lực. Sterol thực vật trong lạc cũng có thể ức chế sự hấp thụ cholesterol. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ sterol thực vật 2g một ngày có thể làm giảm 10% cholesterol LDL. Tiêu thụ hợp lý có thể cải thiện hệ tuần hoàn, hạ huyết áp và ngăn ngừa các bệnh tim mạch. 2. Tốt cho não bộ. Axit linoleic ở lạc có thể chuyển hóa thành axit arachidonic trong cơ thể. Axit arachidonic và acetylcholine là những chất dinh dưỡng quan trọng cho dây thần kinh não, có thể tăng cường trí nhớ não và phản ứng nhanh hơn. 3. Chống lão hóa. Lớp phủ của lạc chứa các chất chống oxy hóa, chẳng hạn như polyphenol và flavonoid, giúp chống lại tác hại của gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa tế bào và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.
Resveratrol trong lạc cũng là một chất chống oxy hóa quý giá, có thể loại bỏ các gốc tự do do căng thẳng quá mức và lão hóa. 4. Cải thiện tâm trạng, chống trầm cảm. Lạc chứa cả tryptophan, một chất ổn định tâm trạng giúp cải thiện chứng lo âu, trầm cảm và cũng hữu ích cho giấc ngủ. Khi giấc ngủ của bạn được cải thiện, trí nhớ và phản xạ của bạn cũng sẽ được cải thiện. Sách y học cổ truyền ghi rằng lạc có thể bổ sung khí và kích thích sự thèm ăn. Nhiều người tinh thần không tốt vì kém ăn do thiếu khí. Suy dinh dưỡng khiến khí lại càng thiếu. Khái niệm khí trong y học cổ truyền Trung Quốc có thể được hiểu là năng lượng hay năng lượng sống cấu thành nên sự sống của con người. Lạc rất giàu chất dinh dưỡng, có thể bổ sung khí. Sau khi ăn, con người sẽ có nhiều năng lượng hơn và cảm giác thèm ăn tăng lên. Điều này làm tăng dinh dưỡng và phá vỡ dòng luẩn quẩn. Hy vọng với những phân tích trên, quý vị sẽ thêm lạc vào thực đơn hàng ngày của mình. Tiếp theo xin giới thiệu quý vị một số loại rau có thể kích hoạt gen trường thọ, phòng chống ung thư và chữa bệnh tiểu đường hiệu quả, được thế giới ca ngợi, mọc hoang đầy ở Việt Nam. 1. Rau tầm bóp. Rau tầm bóp được mệnh danh là rau trường thọ, mọc dại ở các vùng quê của Việt Nam. Loại rau này vừa có thể làm thực phẩm ăn uống và làm thuốc chữa bệnh. Rau tầm bóp vị hơi đắng. Ăn loại rau này thường xuyên giúp tán sỏi, thanh nhiệt, thông đàm, lợi tiểu. Ở một số nước lớn, người ta ca ngợi rau tầm bóp với công dụng phòng chống ung thư và chữa bệnh tiểu đường rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, tại một số nơi ở Việt Nam, người ta sử dụng rau tầm bóp để ăn hàng ngày nhưng họ vẫn không biết tác dụng thực sự của cây rau tầm bóp. 2. Rau khoai lang. Rau khoai lang là một món rau dân dã quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình. Rau khoai lang chứa rất nhiều dưỡng chất và nguồn vitamin dồi dào với nhiều tác dụng với sức khỏe như chống đột quỵ, tiểu đường, chống viêm khớp, phòng ngừa táo bón, là thần dược điều trị ung thư. Ở một số nước như Nhật Bản, Ấn Độ, rau khoai lang được sử dụng như thực phẩm cao cấp, có mặt trong các nhà hàng sang trọng. Các nhà khoa học đã nghiên cứu ra rằng dinh dưỡng trong rau khoai lang tốt hơn rất nhiều so với củ khoai lang. Ví dụ như vitamin B6 trong lá khoai lang cao gấp 3 lần so với củ khoai lang, vitamin C cao gấp 5 lần, polyphenol cao gấp 8 lần. Ở Việt Nam, loại rau này lại có giá thành rất rẻ, thậm chí mọc hoang ở nhiều vùng quê. 3. Rau càng cua. Rau càng cua hay còn có tên gọi khác là cây tiêu màng. Nó không chỉ là loại rau ăn ngon miệng mà còn là dược liệu quý trong y học cổ truyền. Rau càng cua có khả năng thu gom cũng như hoạt động tiêu diệt các gốc tự do gây hại đến cơ thể. Loại rau này có tác dụng chống oxy hóa, làm quá trình lão hóa của các tế bào chậm lại một cách hiệu quả với sự xuất hiện của chất beta-carotene có trong nó. Bên cạnh đó, chiết xuất từ rau càng cua còn có khả năng làm giảm đến khoảng 44% nồng độ axit uric trong máu. Nhờ vậy, ăn rau càng cua có thể hỗ trợ trong việc điều chỉnh và cân bằng loại axit này trong máu cũng như giúp phòng ngừa bệnh gút. Tuy nhiên, người tỳ vị hư hàn đang tiêu chảy không nên dùng. Khi sử dụng rau càng cua để chữa bệnh, tốt nhất bạn cần tham khảo thêm ý kiến nhà chuyên môn. Tiếp theo mời quý vị theo dõi nội dung 4 nhanh ở người sau 50 tuổi là dấu hiệu trường thọ. Khi bước vào tuổi trung niên, các chức năng cơ thể dần suy giảm, hiện tượng này thường được gọi là quá trình lão hóa. Tuy nhiên, tốc độ và mức độ suy giảm này thường khác nhau tùy thuộc vào từng người và thời gian. Do đó, nếu bạn đã qua tuổi 50 mà vẫn đạt được 4 nhanh sau đây, điều đó thể hiện báo hiệu sự trường thọ. 1. Di chuyển nhanh nhẹn. Khi tuổi tác tăng lên, sự xuất hiện của các vấn đề lão hóa là điều không thể tránh khỏi. Sau tuổi 50, sức mạnh cơ bắp và độ chắc khỏe của xương bắt đầu giảm sút, làm cho việc di chuyển của người cao tuổi không còn linh hoạt và nhanh nhẹn như trước. Đồng thời, các vấn đề liên quan đến xương khớp cũng thường xuất hiện ở độ tuổi này, gây ra tổn thương và biến dạng cho các khớp, ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của cơ thể. Nếu bạn đã bước đến tuổi trung niên mà vẫn duy trì được tốc độ di chuyển hoặc đi bộ nhanh,
Điều đó chỉ ra rằng hệ thống xương khớp của bạn vẫn trong tình trạng khỏe mạnh. Vì vậy, nếu bạn đã bước đến tuổi trung niên mà vẫn duy trì được tốc độ di chuyển hoặc đi bộ nhanh, điều đó chỉ ra rằng hệ thống xương khớp của bạn vẫn trong tình trạng khỏe mạnh. Đồng thời, cần bổ sung thêm dưỡng chất cần thiết để duy trì sức khỏe tốt. 2. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Một giấc ngủ tốt có thể cải thiện tình trạng tinh thần một cách đáng kể. Những người có khả năng chìm vào giấc ngủ nhanh thường trải qua một giấc ngủ chất lượng, thường dễ dàng có được giấc ngủ sâu hơn. Khi tuổi tác tiếp tục gia tăng, thì thời gian dành cho giấc ngủ của chúng ta cũng sẽ giảm đi, và chất lượng của giấc ngủ cũng có thể giảm đi theo. Sau 50 tuổi, nếu bạn thấy mình vẫn có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, điều này là dấu hiệu của sức khỏe tốt và trường thọ. 3. Nhanh lành vết thương. Khi cơ thể chúng ta bị tổn thương, cơ chế tự nhiên sẽ kích hoạt để nhanh chóng hàn gắn và làm lành vết thương, từ đó tái tạo lại hàng rào bảo vệ da. Tuy nhiên, khi chúng ta già đi, cơ chế này có thể không hoạt động hiệu quả như trước nữa. Người cao tuổi thường gặp khó khăn trong quá trình chữa lành vết thương do tiêu hóa chậm, hấp thụ dưỡng chất kém, hệ miễn dịch yếu hơn. Do đó, nếu ở tuổi sau 50 mà vẫn nhanh lành vết thương, thì đó là dấu hiệu của sức khỏe tốt và cơ thể vẫn hoạt động tốt. 4. Phản ứng nhanh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có phản ứng nhanh thường có tuổi thọ cao hơn. Lý do là khi não bộ phản ứng nhanh chóng, điều này cho thấy trạng thái tinh thần của họ vẫn khá ổn định, không có dấu hiệu của sự suy giảm trí nhớ do tuổi già. Việc có khả năng phản ứng nhanh cũng ám chỉ rằng khả năng vận động bình thường và khả năng duy trì thăng bằng của họ vẫn ổn định. Những người như vậy thường ít khi bị ngã và các vấn đề về khớp chân cũng ít phát sinh đối với họ. Tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị bí quyết 4 nhiều 3 ít giúp người Nhật sống thọ. Nhật Bản được biết đến là một trong những quốc gia có tuổi thọ trung bình cao trên thế giới. Người Nhật có một cuộc sống khỏe mạnh chính nhờ bí quyết 4 nhiều 3 ít dưới đây. 4 nhiều được áp dụng đó là 1. Ăn nhiều cá. Người Nhật thường ưa chuộng các món ăn từ cá, với mức tiêu thụ khoảng 100kg cá mỗi người mỗi năm, vượt xa cả tổng lượng lương thực chính tiêu thụ. Cá chứa nhiều omega 3, tốt cho sức khỏe não. Ngoài ra, thịt cá dễ tiêu hóa, giúp giảm gánh nặng cho đường tiêu hóa, cải thiện sự trơn tru và nhẹ nhàng của cơ thể. 2. Kết hợp rau, trái cây và ngũ cốc. Rau củ và trái cây thường xuất hiện trong thực đơn hàng ngày của người Nhật, cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe và hệ miễn dịch. Rong biển và lá khoai lang cũng là hai món rau phổ biến được ưa chuộng. 3. Uống trà thường xuyên. Trà chứa nhiều chất và vitamin có lợi cho sức khỏe, giúp cải thiện lưu thông máu, tăng cường chức năng tim và thúc đẩy quá trình tiêu hóa. 4. Ưu tiên ăn thực phẩm theo mùa. Người Nhật thường ưa chuộng thực phẩm theo mùa tự nhiên. Họ tin rằng ăn đồ theo đúng mùa mang lại giá trị dinh dưỡng và hương vị tốt nhất. 3 ít phải hạn chế ở đây chính là 1. Hạn chế ăn thịt đỏ. Thịt đỏ ít được sử dụng trong ẩm thực hàng ngày của người Nhật. Họ tin rằng việc tiêu thụ lượng lớn thịt đỏ có thể tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư và hệ tiêu hóa. 2. Không ăn đồ nhiều dầu mỡ. Người Nhật thường sử dụng các phương pháp nấu ăn như hấp và đồ sống, giảm lượng dầu mỡ trong khẩu phần ăn hàng ngày. 3. Hạn chế ăn muối. Từ năm 1975, Nhật Bản khuyến khích giảm lượng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày để tránh các vấn đề liên quan đến chức năng thận và sức khỏe. 6 loại rau củ chứa nhiều muối làm tăng huyết áp. Xin chào quý vị, người mắc bệnh cao huyết áp thường được khuyến nghị nên có chế độ ăn uống lành mạnh, cân đối. Tránh các thực phẩm chứa lượng muối cao vì chúng có thể làm tăng áp lực lên hệ thống tim mạch, từ đó khiến cho tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Trong số các loại thực phẩm cần được kiểm soát, không chỉ có thịt, đồ ăn chế biến sẵn mà cả rau củ cũng cần được chú ý.
Mặc dù rau củ là thành phần quan trọng của một chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng có một số loại rau chứa lượng muối tự nhiên hoặc do quá trình chế biến, bảo quản mà không thực sự phù hợp với người cao huyết áp. Video hôm nay chúng tôi sẽ điểm qua 6 loại rau nhiều muối mà người cao huyết áp nên hạn chế để bảo vệ sức khỏe của mình. 1. Rau cải cúc. Cứ 100g rau cải cúc chứa 161mg natri. Nếu ăn 1 cân cải cúc một lúc đồng nghĩa với việc sẽ ăn vào cơ thể 0,85g muối. Cùng với muối và bột ngọt được sử dụng trong nấu ăn, lượng muối ăn vào có thể dễ dàng vượt quá tiêu chuẩn sau bữa ăn, không tốt cho việc kiểm soát huyết áp. 2. Cần tây, thì là. Ai cũng biết việc cho bé ăn rau có rất nhiều lợi ích. Nó có thể bổ sung dinh dưỡng như vitamin và chất xơ có lợi cho sự tăng trưởng, phát triển của trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, một số loại rau có hàm lượng natri cao và không thích hợp cho trẻ dưới 3 tuổi, ví dụ như cần tây, thì là. Theo bảng thành phần thực phẩm của Trung Quốc, cứ 100g thì là chứa 186,3mg natri, tương đương hàm lượng muối là 0,47g trên 100g. Hàm lượng natri của thân cần tây là 206mg trên 100g. 3. Cải dầu. Cải dầu là một loại rau lá xanh mà chúng ta thường ăn, có cấu trúc giòn và vị hơi đắng, chứa nhiều loại chất dinh dưỡng, rất giàu vitamin C. Tuy nhiên, cải dầu chứa 55,8mg natri trên 100g nên người cao huyết áp cần đặc biệt chú ý. 4. Nấm. Mỗi 100g nấm chứa 47,2mg natri, đồng thời đây cũng là thực phẩm tự nhiên có hàm lượng muối cao. Mặc dù nấm là thực phẩm bổ dưỡng nhưng bạn vẫn phải lưu ý không nên ăn quá nhiều. Một số người đã quen ăn nhiều muối, khó thay đổi trong thời gian ngắn, có thể dùng giấm, hành, tỏi, tiêu, mù tạt thay thế muối để tăng khẩu vị, hoặc điều chỉnh thời gian cho muối vào nấu. Nếu cho muối vào nấu sớm thì muối sẽ ngấm vào thức ăn và vị giác sẽ không dễ dàng phát hiện được. Lúc này bạn sẽ cảm thấy vị nhạt đi và có thể tiếp tục cho thêm muối. 5. Rau thì là. Rau thì là chứa hàm lượng natri cao hơn cần tây và là loại rau chứa nhiều muối nhất. 453g rau thì là chứa 2,4g natri. Tốt nhất bạn nên ăn loại rau khác và cho ít muối vào khi nấu rau. 6. Rau củ muối chua. Nhiều người thường mua một số loại rau củ muối chua để ăn kèm trong bữa ăn như dưa chuột muối, củ cải muối, rau cải muối. Tuy món ăn này rất ngon nhưng bệnh nhân tăng huyết áp không nên ăn thường xuyên, bởi vì trong quá trình chế biến sẽ cho thêm rất nhiều chất điều vị và muối ăn. Muối ăn chứa rất nhiều ion natri, nạp vào cơ thể quá nhiều ion natri sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến mức huyết áp. Ngoài 6 loại rau củ chứa nhiều muối như trên, người bị huyết áp nên hạn chế tiêu thụ thêm các loại thực phẩm như sau. Ớt. Trong cuộc sống, nhiều người thích ăn ớt. Trên thực tế, đối với người bị cao huyết áp, nên ăn càng ít ớt càng tốt. Ăn một lượng lớn ớt trong thời gian dài không chỉ mang đến gánh nặng cho dạ dày mà còn kích thích dây thần kinh giao cảm của cơ thể con người, gây hưng phấn thần kinh, co thắt mạch máu, tăng huyết áp. Hẹ. Đây là loại rau quen thuộc trong mỗi gia đình. Hẹ thường được kết hợp với trứng hoặc thịt heo để thành các món ăn. Tuy nhiên, bệnh nhân mắc bệnh tăng huyết áp không nên ăn hẹ để tránh một lượng lớn các thành phần kích thích lắng đọng trên bề mặt mạch máu, cản trở quá trình lưu thông máu dẫn đến tăng huyết áp, dễ gây ra các biến chứng như tăng mỡ máu, tăng đường huyết. Muối gây tăng huyết áp. Muối là thực phẩm hàng đầu cần tránh ở người tăng huyết áp. Khi hàm lượng natri trong chế độ ăn uống tăng lên, sẽ làm mất cân bằng ion trong cơ thể. Máu có hàm lượng natri cao dẫn đến việc thận không thể lọc máu đúng cách. Khi thận không sản xuất nước tiểu thích hợp, hàm lượng nước trong máu tăng lên làm tăng huyết áp. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lượng natri hấp thụ hàng ngày đối với một người khỏe mạnh để không bị tăng huyết áp không được vượt quá 1.500mg. Thịt nguội. Thịt nguội có chứa nhiều natri. Thịt nguội là thực phẩm đã qua chế biến, có chứa một lượng lớn natri.
Một khẩu phần khoảng 50g thịt nguội thông thường có hàm lượng natri khoảng 600mg. Khi thịt nguội này được kết hợp với các thành phần khác như bánh mì, hàm lượng natri còn cao hơn nữa. Sốt cà chua lon. Người bệnh tăng huyết áp nên tránh dùng các loại nước sốt. Muối được sử dụng làm chất bảo quản trong các loại nước sốt này và nhiều muối gây rối loạn cân bằng điện giải trong cơ thể. Khi sự cân bằng điện giải bị xáo trộn, thận cũng bị rối loạn và làm cho huyết áp tăng lên. Rượu. Uống một lượng lớn rượu gây tăng huyết áp tạm thời, nhưng lạm dụng rượu kéo dài dẫn đến tăng huyết áp và các bệnh tim mạch khác. Uống một lượng lớn rượu cũng gây béo phì và những người béo phì dễ bị huyết áp cao hơn. Vì vậy, nên hạn chế uống rượu. Thịt xông khói. Quá trình sản xuất thịt nguội và thịt xông khói đều sử dụng các nguyên liệu đã được xử lý, tẩm ướp gia vị và dùng muối để bảo quản. Vì thế, nó cũng trở thành một trong những món ăn làm tăng huyết áp mà người bệnh nên tránh. Bên cạnh đó, thịt xông khói chứa rất nhiều calo và chất béo bão hòa. Do vậy, ăn nhiều thịt xông khói có thể làm tăng lượng cholesterol xấu và nguy cơ đột quỵ hoặc đau tim. Cà phê. Người bệnh tăng huyết áp nên tránh lạm dụng cà phê. Cà phê là thức uống tuyệt vời vào buổi sáng. Tuy nhiên, việc sử dụng đồ uống giàu caffeine có thể dẫn đến tăng huyết áp. Caffeine có thể gây ra sự gia tăng huyết áp trong thời gian ngắn nhưng đáng kể, ngay cả khi bạn không bị huyết áp cao. Không rõ nguyên nhân gây ra sự tăng giọt huyết áp này, nhưng phản ứng huyết áp với caffeine khác nhau ở mỗi người. Một số nhà nghiên cứu cho rằng caffeine có thể ngăn chặn một loại hormone giúp giữ cho các động mạch của bạn mở rộng, trong khi lại có ý kiến cho rằng caffeine khiến tuyến thượng thận tiết ra nhiều adrenaline hơn là nguyên nhân gây tăng huyết áp. Thịt đỏ. Thịt đỏ là nguồn cung cấp sắt HAEM chính cho cơ thể. Sắt HAEM này có liên quan trực tiếp đến mức huyết áp của cơ thể con người. Thịt đỏ cũng chứa nhiều natri hơn thịt trắng và hải sản. Do đó nên hạn chế sử dụng thịt đỏ để kiểm soát huyết áp và tránh tăng huyết áp. Thưa quý vị, tăng huyết áp xảy ra phổ biến trong cộng đồng, làm tăng nguy cơ suy tim, đột quỵ. Tình trạng này có thể trở nên trầm trọng hơn khi sử dụng một số loại thực phẩm. Mức sống của con người đã được nâng cao rất nhiều, đặc biệt là về chế độ ăn uống. Vị giác tuy được thỏa mãn nhưng nhiều bệnh mãn tính cũng kéo theo, cao huyết áp là một trong số đó. Bên cạnh việc dùng thuốc, có thể phối hợp với các biện pháp tự nhiên tại nhà giúp kiểm soát các triệu chứng của tình trạng này một cách hiệu quả. Sau đây chúng tôi sẽ gợi ý đến quý vị một số cách giúp kiểm soát chứng tăng huyết áp tại nhà. Tắm nước ấm hoặc tắm giòi sen. Huyết áp tăng đột ngột có thể gây hại cho sức khỏe tim mạch. Nếu bạn nhận thấy các triệu chứng của tăng huyết áp, hãy tắm ngay bằng nước ấm. Điều này có thể giúp thư giãn cơ và mạch máu, từ đó có thể làm giảm huyết áp. Tắm nước ấm hoặc tắm giòi sen giúp thư giãn cơ và mạch máu, làm giảm huyết áp. Nghe nhạc êm đềm. Một trong nhiều cách để kiểm soát chứng tăng huyết áp tại nhà là nghe nhạc êm dịu. Điều này giúp thư giãn tâm trí và cơ thể, tác động tích cực đến huyết áp của bạn. Bài tập thở. Cố gắng thực hiện một số bài tập thở khi đối mặt với bệnh tăng huyết áp. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm căng thẳng và hạ huyết áp. Đi ra ngoài, đi dạo. Điều quan trọng là bạn phải tránh lối sống ít vận động càng nhiều càng tốt khi cố gắng kiểm soát huyết áp cao. Bạn có thể thực hiện một số bài tập nhẹ nhàng dễ dàng để cải thiện tuần hoàn và hạ huyết áp bằng cách đi bộ hay đi dạo ra ngoài. Ăn nhẹ với một số đồ ăn lành mạnh. Bạn cũng có thể thử một số loại đồ ăn vặt tốt cho sức khỏe. Ăn một bữa ăn nhẹ có nhiều kali và ít natri có thể giúp giảm huyết áp. Một số lựa chọn tốt bao gồm chuối, bơ và sữa chua. Hydrat quá cơ thể. Mất nước là một trong những nguyên nhân tồi tệ nhất gây ra huyết áp cao. Vì vậy điều quan trọng là phải giữ nước, uống nhiều nước. Bạn cũng có thể thêm nước dựa vào chế độ ăn uống của mình hoặc chỉ đơn giản là uống 8 ly nước mỗi ngày. Tránh cà phê và rượu. Caffeine và rượu đều có thể làm tăng huyết áp,
Vì vậy tốt nhất nên tránh chúng nếu bạn đang cố gắng hạ huyết áp. Ngủ đủ giấc. Điều quan trọng là phải ngủ đủ giấc khi cố gắng hạ huyết áp. Khi bạn không ngủ đủ giấc, cơ thể bạn sẽ sản sinh ra nhiều hormone gây căng thẳng cortisol hơn, có thể làm tăng huyết áp. Đặt mục tiêu ngủ 7 đến 8 giờ mỗi đêm. Thời điểm nào không nên tắm để tránh nguy cơ đột quỵ? Thưa quý vị, tắm không đúng thời điểm là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra đột quỵ. Vậy để phòng tránh đột quỵ, bạn cần biết những thời điểm không nên tắm để phòng đột quỵ. Đối tượng chủ yếu bị đột quỵ là người cao tuổi, nhưng hiện nay bệnh đang có dấu hiệu trẻ hóa. Những người trẻ, làm việc căng thẳng, thức khuya nhiều, chế độ ăn uống không khoa học hay sử dụng nhiều chất kích thích cũng có nguy cơ mắc đột quỵ tăng cao. Tắm không đúng thời điểm là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra đột quỵ. Vậy để phòng tránh đột quỵ, bạn cần biết những thời điểm không nên tắm để phòng đột quỵ. Không tắm ngay khi vừa thức dậy lúc sáng sớm. Khi vừa ngủ dậy, cơ thể sẽ chưa thể phục hồi hết các chức năng, bao gồm cả khả năng lưu thông máu. Nếu lúc này ngay lập tức đi tắm gội sẽ gây kích thích đột ngột các mạch máu não, tạo ra cảm giác mệt mỏi, khó chịu. Ngoài ra, sáng sớm là thời điểm nhiệt độ xuống thấp. Nếu tắm gội vào lúc này sẽ gây hại cho sức khỏe, biểu hiện dễ nhận thấy như đau đầu, chóng mặt, nặng hơn là đột quỵ. Sau khi đi nắng về, cơ thể thường rất nóng bức khó chịu nên thường muốn đi tắm nước mát ngay. Tuy nhiên, nếu tắm vào thời điểm này rất dễ bị cảm, nặng hơn sẽ nguy hiểm tính mạng, bởi khi cơ thể toát mồ hôi và tỏa nhiệt, tắm sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Mồ hôi không thoát được ra ngoài làm giảm thân nhiệt, dễ gây cảm lạnh. Vì vậy, tốt nhất bạn phải ngồi quạt một lúc để cơ thể khô mồ hôi và thân nhiệt giảm đi mới được tắm. Tắm gội ngay sau khi ăn no. Sau khi ăn no, nếu bạn đi tắm gội ngay sẽ khiến da và mạch máu bị kích thích và mở rộng hơn, từ đó sẽ khiến máu chảy ở các bề mặt cơ thể, gây cản trở quá trình lưu thông máu đến các cơ quan tiêu hóa, vừa hại dạ dày, đường ruột, vừa gây hại đường huyết. Đặc biệt với những người bị bệnh tim mạch, gội đầu ngay sau bữa ăn có thể gây thiếu máu cục bộ tim, từ đó gây các bệnh tim mạch và mạch máu não nghiêm trọng. Khi say rượu bia, tắm gội ngay khi đang say rượu bia sẽ rất nguy hiểm, bởi điều này sẽ khiến lượng đường gluco trong cơ thể tiêu hao nhanh, có thể gây chóng mặt, hoa mắt, mất sức, thậm chí dẫn tới hôn mê. Nếu như tắm bằng nước nóng sẽ khiến nhiệt độ tích tụ thêm trong cơ thể, làm tăng cảm giác say dẫn đến buồn nôn. Còn nếu tắm bằng nước lạnh lại làm mạch máu co lại, ảnh hưởng đến lượng đường huyết khiến bạn dễ bị hoa mắt, chóng mặt và cảm lạnh. Nếu bạn tắm sau 22 giờ đêm sẽ dễ bị đau đầu, mỏi cổ, vai gáy đến tai biến, đột quỵ và qua đời, nhất là với những người say rượu bia, người lớn tuổi, yếu mệt, phụ nữ có thai. Đặc biệt, việc tắm quá khuya sẽ nguy hiểm với người lớn tuổi, bởi do đặc thù mạch máu bị dôi quá, huyết áp cao, nên rất dễ bị đột quỵ. Ngoài ra, những người có tiền sử bị bệnh tăng huyết áp, rối loạn tiền đình, huyết áp thấp cũng phải cẩn thận. Ngoài ra, việc gội đầu vào đêm khuya cũng sẽ khiến các dây thần kinh bị co lại. Khi mạch máu tắc nghẽn sẽ không cung cấp đủ máu cho các dây thần kinh mạch, dễ dẫn đến tình trạng liệt mạch và méo miệng. Phụ nữ trong giai đoạn đèn đỏ không tắm muộn. Với những chị em đang trong thời kỳ đèn đỏ nhất định phải chú ý không được tắm muộn. Điều này bởi trong giai đoạn này, khí huyết của nữ giới thường bị mất nhiều, tắm gội quá muộn có thể làm ngưng khí huyết, khiến triệu chứng đau bụng kinh hay đau đầu nghiêm trọng hơn. Thưa quý vị, lựa chọn thực phẩm an toàn, lối sống lành mạnh là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn nguy cơ đột quỵ, nhất là trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa. Nên bổ sung những loại rau xanh, hoa quả tươi, thực phẩm giàu kali. Bên cạnh đó, hạn chế ăn mặn, ngọt, thực phẩm nhiều cholesterol, các loại thịt đỏ. Việc bổ sung nước hàng ngày ít nhất 2 lít cũng sẽ góp phần giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, tránh nguy cơ thiếu nước. Nên tập thể dục nhẹ nhàng, đi bộ mỗi ngày để giúp thành mạch máu được co giãn.
hạn chế thức khuya, uống cà phê và làm việc căng thẳng. Tiếp theo mời quý vị theo dõi nội dung 3 loại nước không được uống khi vừa ngủ dậy buổi sáng để tránh ảnh hưởng huyết áp, lượng đường trong máu. Uống một ly nước vào buổi sáng có thể giúp bổ sung lượng nước cơ thể mất đi khi ngủ. Uống nước buổi sáng cũng thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Đối với những người có độ nhớt cao trong máu, thói quen uống một ly nước vào buổi sáng cũng có thể có tác dụng làm loãng máu. Uống nước khi bụng đói vào buổi sáng rất tốt, nhưng bác sĩ khuyên bạn với ba loại nước này thì nên hạn chế uống. 1. Nước muối loãng. Có người cho rằng uống nước muối loãng buổi sáng sẽ giúp làm sạch khoang miệng và hệ tiêu hóa, tuy nhiên điều này là không đúng. Khi thức dậy vào buổi sáng, huyết áp của bạn thường ở mức cao nhất trong ngày. Uống nước muối vào lúc này có thể dễ dàng khiến huyết áp của bạn tiếp tục tăng cao, thậm chí gây ra tai biến tim mạch. Tốt nhất vào lúc này, thay vì uống nước muối thì bạn nên uống một cốc nước ấm. 2. Nước mật ong. Nước mật ong rất giàu fructose. Sau khi vào cơ thể, fructose sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành gluco và được cơ thể hấp thụ, sử dụng ngay sau khi dậy dễ gây tăng lượng đường trong máu. Từ đó gây ra triệu chứng chóng mặt, buồn nôn. Nếu bệnh nhân tiểu đường, đường huyết cao sử dụng mật ong vào thời điểm đói bụng thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Bạn có thể dùng nước mật ong sau khi đã uống một cốc nước lọc ấm. 3. Nước lạnh. Uống nước quá lạnh dễ gây kích ứng đường tiêu hóa và khiến mạch máu niêm mạc dạ dày co bóp nhanh, dẫn đến tiêu chảy, đau bụng. Ngoài ra sáng ngủ dậy nhớ áp dụng làm 6 việc để tốt cho sức khỏe. Thức dậy vào buổi sáng là sự khởi đầu của một ngày mới. Làm những điều này khi thức dậy sẽ giúp duy trì tinh thần tốt cho cả ngày, đồng thời đảm bảo một sức khỏe thật tốt. 1. Nằm thêm 5 phút mỗi sáng. Việc bật dậy quá nhanh vào buổi sáng có thể dẫn đến tình trạng chóng mặt, nhất là với người bị huyết áp cao, thậm chí có thể gây đột quỵ. Vì vậy, bác sĩ khuyên bạn hãy đặt đồng hồ báo thức sớm hơn 5 phút. Sau khi đồng hồ báo thức vang lên, hãy nằm yên một lúc, cử động tay chân trên giường rồi từ từ dậy. 2. Đi tiểu tiện. Đi tiểu đều đặn mỗi sáng là thói quen cần thiết để duy trì hoạt động bình thường của con người. Bởi sau một đêm ngủ, cơ thể đã trải qua quá trình tiêu hóa và hấp thụ. Lúc này chất độc và rác thải đã tích tụ trong thận, cần được đào thải ra ngoài kịp thời vào buổi sáng. 3. Đi đại tiện. Trong suốt đêm, đường tiêu hóa của chúng ta vẫn hoạt động. Do đó buổi sáng khi thức dậy, cơ thể có phản xạ chuyện vệ sinh để thải sạch những gì đã được tiêu hóa. Nếu bạn có thói quen đi đại tiện sau khi ngủ dậy thì đồng nghĩa rằng cơ thể đã được thải độc rất tốt. 4. Đánh răng và rửa mặt. Đánh răng có thể loại bỏ vi khuẩn trong miệng, còn rửa mặt có thể giúp bạn tỉnh táo hơn và loại bỏ dầu thừa trên mặt. 5. Uống một cốc nước ấm. Uống một cốc nước ấm có thể bôi trơn đường tiêu hóa, làm loãng máu, giúp cơ thể tỉnh táo hơn. Tuy nhiên lúc này bạn cần chú ý uống chậm và từng ngụm nhỏ, mỗi sáng ngủ dậy nên uống khoảng 200ml. 6. Ăn sáng. Lượng calo tiêu thụ vào bữa sáng nên chiếm khoảng 25-30% trong cả ngày, cố gắng duy trì lượng thức ăn đa dạng nhất có thể. Bạn nên ăn trái cây, rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, trứng và sữa. Thưa quý vị, buổi sáng ngay khi ngủ dậy, nhiều người có thói quen ăn ngay một quả chuối, vậy điều này có tốt hay không? Ăn một quả chuối ngay khi ngủ dậy, điều gì sẽ xảy ra với cơ thể? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé. Bí quyết để có một cơ thể khỏe mạnh là thực hiện những thói quen lành mạnh ngay từ buổi sáng. Một buổi sáng hứng khởi, giàu năng lượng sẽ giúp bạn hoạt động hiệu quả hơn suốt cả ngày. Để có được điều này, nhiều người có thói quen nhâm nhi một tách cà phê vào buổi sáng. Nhưng với những người không thích caffeine, ăn một loại trái cây nào đó có thể là lựa chọn tuyệt vời hơn với họ. Một trong số các loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà bạn nên thưởng thức vào buổi sáng đó là quả chuối. Chuối rất phổ biến,
được bán ở khắp mọi nơi với giá phải chăng? Chuối giàu kali, vitamin C, chất xơ, vitamin B6, magie và manga. Không chỉ cung cấp cho cơ thể những dưỡng chất thiết yếu, ăn một quả chuối vào buổi sáng còn mang lại những lợi ích sau đây. Cải thiện hệ tiêu hóa. Chuối là nguồn cung cấp chất xơ tốt nhất. Chất xơ là loại chất cần thiết để duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ trong chuối là một loại carbohydrate mà cơ thể con người không thể tiêu hóa được. Tuy nhiên, loại chất xơ này giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, lượng kali trong chuối cũng có lợi đối với hệ tiêu hóa, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Chuối thường được sử dụng như một món ăn nhẹ. Nhiều người cũng có thói quen ăn một quả chuối vào bữa sáng. Chuối rất nhiều carbohydrate. Lượng carbohydrate này sẽ chuyển đổi thành gluco, nguồn năng lượng nuôi dưỡng cơ thể, tăng cường sức khỏe tim mạch. Kali, một khoáng chất có nhiều trong chuối, cần thiết để duy trì sức khỏe hệ tim mạch. Kali giúp cân bằng chất điện giải và chất lỏng trong cơ thể, từ đó giúp kiểm soát huyết áp. Khi nồng độ kali trong cơ thể thấp có thể dẫn tới tăng huyết áp. Huyết áp cao là nguyên nhân chính dẫn tới các bệnh về tim cũng như nhiều tình trạng sức khỏe khác. Ngoài kali, chuối còn chứa nhiều vitamin C, magie và chất xơ. Các chất này cũng có lợi đối với tim mạch. Đặc biệt, vitamin C đóng vai trò như một chất chống oxy hóa, ngăn ngừa tổn thương tại tim, tăng cường hệ thống miễn dịch. Không chỉ có tác dụng chống oxy hóa, vitamin C còn giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch. Loại vitamin này hỗ trợ quá trình sản xuất các tế bào bạch cầu có tác dụng chống nhiễm trùng trong cơ thể. Ngoài ra, tác dụng chống oxy hóa của vitamin C còn giúp giảm các gốc tự do gây hại tế bào. Thưa quý vị, thông qua việc áp dụng những gợi ý trên, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt không chỉ trong tâm trạng và năng lượng hàng ngày mà còn trong sức khỏe lâu dài. Hãy nhớ rằng, việc thực hiện những thay đổi nhỏ bé mỗi ngày sẽ dẫn đến những kết quả đáng kinh ngạc. Vì vậy, hãy cam kết với bản thân và bắt đầu ngày mới với tinh thần lạc quan, năng lượng tràn đầy và quan trọng nhất là sự chăm sóc bản thân. Hãy để mỗi buổi sáng không chỉ là khởi đầu của một ngày mới mà còn là bước đệm vững chắc cho một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.